8%, 8,2 rồi 8,6%. Hàng loạt các ngân hàng đang trăng biển lãi suất cao để thu hút người gửi tiền. Tuy nhiên, khi tìm hiểu thực tế, các ngân hàng đều gắn thêm dấu sao ở các mức này, có nghĩa là phải có điều kiện ràng buộc. Mất 8% thì cái số dư tối thiểu là 500 tỷ đồng thì mình nghĩ nó cũng hơi lớn đối với cá nhân. Sẽ có các điều kiện. Thứ nhất là số tiền gửi tiết kiệm lớn hơn hoặc bằng 200 tỷ trên một sổ. Thứ hai là khách hàng phải có quan hệ tiền gửi và vay với Sibank từ 5 năm trở lên chị ạ. Có những cái tiêu chí như là khách hàng đã là khách hàng VIP sẵn của quầy dịch vụ đó, hoặc là khách hàng tiềm năng theo hình thức nào sẽ do quầy dịch vụ quy định. Lãi suất cao chỉ dành cho các khoản tiền lớn, lên tới cả 100 tỷ đồng. Các chuyên gia cho rằng, việc trưng biển lãi suất chỉ là chiêu để các ngân hàng nhỏ thu hút khách hàng. Thực chất, thanh khoản toàn hệ thống ngân hàng vẫn khá ổn định. Lãi suất liên ngân hàng và lãi suất tín phiếu liên tục giảm trong mấy tuần gần đây. Đấy nó chỉ là cái thời điểm, thời vụ. Và cơ bản cũng xảy ra cục bộ một số ngân hàng. Khi mà cái tái cơ cấu của chúng ta được nhanh hơn nữa, thì những ngân hàng nhỏ đó, người ta không phải cạnh tranh lãi suất với nhóm ngân hàng bình thường như thời gian vừa qua, và như thế cũng sẽ góp phần là ổn định mặt bằng lãi suất. Không chịu nhiều sức ép về căng thẳng thanh khoản, nhưng đại diện các ngân hàng cũng thừa nhận họ đang tích cực huy động vốn để có sẵn nguồn tiền nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay ra trong nửa cuối năm. Có những cái nhu cầu rất là lành mạnh trong cái việc là đầu tư để đón đầu những cái xu hướng phát triển kinh tế mới, như là cái luồng vốn FDI chảy mạnh vào Việt Nam, như là các cái gia nhập vào các cái thỏa thuận thương mại tự do ở trên thế giới. Giới phân tích cũng cho rằng động thái tăng lãi suất ở nhóm ngân hàng nhỏ sẽ không tạo áp lực quá lớn với lãi suất cho vay, bởi mặt bằng lãi suất huy động ở các ngân hàng nhỏ và ngân hàng lớn đang còn khoảng cách khá xa. Cùng kỳ hạn, lãi suất ở nhóm ngân hàng lớn có thể thấp hơn từ 0,5 đến 1,5% một năm.